Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình một cái nhà trong hẻm 162 Phạm Ngũ Lão nha, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nhà mới. Đây là vị trí trong căn nhà. Căn nhà mình gồm một trệt hai lầu. Giá bán chỉ có là 1,5 tỷ nha. 1,5 tỷ, sở hữu ngay một căn nhà một trệt hai lầu. Trong hẻm 162 đường Phạm Ngũ Lão. Thì căn nhà mình quay hướng là hướng Tây Bắc nha. Lộ giới trước nhà thì 3 mét. Đây là trong vị trí căn nhà. Thì căn nhà này có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 không gian bếp. Thì quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo ha. Thì nếu mà có làm việc trung tâm thành phố Cần Thơ thì đây là căn nhà cũng khá là lý tưởng, một căn nhà mới rất đẹp luôn. Giá bán chỉ có 1,5 tỷ là chúng ta sẽ sở hữu một căn nhà một trệt hai lầu nha. Thì mỗi một tầng là một phòng ngủ nha quý cô chú anh chị em. Đấy, mời quý cô chú anh chị em mình đi lên tham quan trong các phòng ngủ trong nhà ha. Thì một chút xíu sẽ ra quay cái đường trước nhà cho quý cô chú anh chị em mình xem luôn. Thì nếu mà có con em đi học ở trung tâm thành phố Cần Thơ thì hay làm việc trung tâm thành phố Cần Thơ thì đây là một căn nhà khá là lý tưởng, hay là mới ra riêng làm việc trong thành phố Cần Thơ này thì đây cũng là một nơi đáng quan tâm cho quý cô chú anh chị em mình xem ha. Thì nhà cửa khu vực này rất là đông đúc, nhà thì 3 toilet, 2 phòng ngủ và 1 gian bếp nha. Đấy, đây thì quay ra phía ngoài. Cửa thì cửa gỗ cao cấp luôn, phòng ngủ rất là rộng rãi thoải mái. Thì căn nhà trung tâm thành phố Cần Thơ mà chỉ có 1,5 tỷ thì cũng tương đối là ok ha. Thì giá đó là giá chốt của chủ đưa ra. Thì với cô chú anh chị em mình xem nhà mình nếu vừa ý thì mình cứ trực tiếp mình gặp chủ mình nói chuyện và thương lượng thêm. Thì đây là cái mặt sàn gạch người ta lót nè, màu trắng rất là đẹp luôn. Cửa thì cửa gỗ, có 3 toilet luôn, rất là thoải mái. Mỗi phòng đều có toilet riêng ở trên mỗi tầng đó, không gian rất là thoải mái luôn. Thì một không gian phòng ngủ mỗi tầng, một trệt hai lầu luôn nha, quá chừng đẹp luôn. Giá bán chỉ có 1,5 tỷ ha. Thì cũng nhiều tiện ích. Nó cách đường lộ nhựa đâu đó tầm khoảng đường lộ lớn đâu đó tầm khoảng chừng 50-60 mét là chúng ta sẽ tới đường lộ lớn rồi, đường ô tô. Đường này thì nói chung nhà này thì nói chung là công năng của nó thì đi xe máy vô thì thoải mái nha. Nó cách lộ lớn khoảng 50-60 mét là chúng ta sẽ tới lộ lớn của Phạm Ngũ Lão á, đường phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì đây là cửa trước phòng khách nè, phòng khách rất là rộng rãi, không gian bếp đồ ở chung luôn ha, gần khu vực phòng khách luôn, có nhà vệ sinh riêng. Thì đây là một căn nhà của trung tâm thành phố Cần Thơ, chỉ có 1,8 tỷ, tại vì bề ngang nó diện tích của nó là 5,2 m, chiều vô là 4 m nha, tổng diện tích là 38 m. Thì quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu thì mình đến mình coi thực tế căn nhà ha. Thì vừa ý thì mình trực tiếp mình thương lượng mua bán dưới phía bên chủ nha. Đó, căn nhà rất là sang trọng lộng lẫy luôn. Ở trong trung tâm thành phố thì Cần Thơ thì nói chung thì quý cô chú anh chị em mình cần sở hữu trong trung tâm thành phố Cần Thơ thì đây là một căn nhà khá là lý tưởng. Thì phía trước là cửa bốn cánh kiến cường lực, nhôm xi pha kiến cường lực ha. Đấy, đây là phía ngoài của căn nhà một trệt hai lầu luôn, rất là đẹp. Đấy, quý cô chú anh chị em thấy không, ở ngoài rất là sang trọng và đẹp luôn. Đó, đây là con đường trước nhà nè, con đường cũng khá là rộng rãi. Mặt tiền ngoài thì nói chung dán gạch từ dưới lên trên hết trơn rồi đó không, nó rất là sạch sẽ rồi, rất là sang trọng luôn. Con đường trước nhà đấy,
thì nhà cửa khu vực này rất là đông đúc, dân sinh sống rất là nhiều luôn. Thì quý cô chú anh chị em là có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396 40 0040, sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình đi xem vị trí nhà nha. Còn mua bán thì mình trực tiếp trao đổi với bên phía anh chủ ha. Đây con đường này còn thông đi vô trong nữa nha, đó đi thẳng vô trong luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Thì quý cô chú anh chị em là có nhu cầu nhà ở thì vui lòng mình đăng ký kênh, thì dưới phần dưới video có nút đỏ đỏ đăng ký đó, thì quý cô chú anh chị em mình nhắn vô đó thì sẽ có những video mới sẽ gửi đến quý